Vâng, chào mừng các bạn đã quay trở lại khu nhà ở Minh An của chúng tôi. Khu nhà ở Minh An của chúng tôi tọa lạc tại Mặt Tiền, đường Bình Chuẩn 62. Đây là cái thời gian tan ca buổi chiều các bạn nhé. Thì như các bạn đã thấy rất là rõ là đây thời gian này ấy, thì là công nhân ở 20 công ty đóng xung quanh khu nhà ở Minh An của chúng tôi. Thì khi mà tan ra thì rất là đông. Đấy ạ, lượng công nhân tan ra rất là đông và đã có thời điểm mà lên tới hàng chục ngàn công nhân tan ra một lúc. Và đây chính là cái điều kiện thuận lợi để cho anh chị và các bạn có thể là khi mà chúng ta đã có mặt bằng kinh doanh rồi ấy, thì chúng ta là kinh doanh rất là thuận tiện. Các bạn là có thể mở cửa hàng buôn bán trái cây, buôn bán đồ ăn vặt, buôn bán hàng gia dụng, hàng tiêu dùng phổ biến cho hàng chục ngàn công nhân ở 20 công ty này tan ra nha các bạn nhé. Thì đấy, như hai bên các bạn có thể nhìn rõ là các cửa hàng này, rồi các tiệm đồ ăn này, cửa hàng thịt này, nhà thuốc này, vâng, rất là đông. Nhìn qua thì không khác gì là chúng ta đang đi vào trong một cái khu chợ, đúng không ạ? Thực sự đây là khu chợ tự phát thôi. Và khu vực này ấy, thì cực kỳ nhộn nhịp vào buổi sáng, lúc sáng sớm, lúc trưa và lúc chiều tối khi mà công nhân bắt đầu vào giờ làm việc hoặc là tan ca, đúng không ạ? Thế thì khi mà sở hữu một vị trí tại khu nhà ở Minh An ấy, thì anh chị và các bạn hoàn toàn có thể nghĩ đến cái việc là chúng ta sử dụng mặt bằng để chúng ta mở cửa hàng kinh doanh buôn bán đơn giản thôi. Có thể là bán trái cây, bán đồ ăn vặt, bán thịt, rồi bán những cái mặt hàng tiêu dùng thiết yếu khác. Và mọi chi tiết thì quý vị và các bạn đừng quên liên hệ với hotline của chúng tôi nha. Tạm biệt và hẹn gặp lại.